Nhìn vào kết quả thi đấu của Inter Miami trong 4 trận gần nhất, người hâm mộ có lẽ sẽ cảm thấy giật mình và tự hỏi rằng tại sao đội bóng đang sở hữu Lionel Messi lại có chuỗi trận không thắng dài đến vậy. Nhưng khi nhìn vào danh sách thi đấu của Inter Miami trong cả 4 trận đấu đó, chúng ta có thể dễ dàng tìm ra được câu trả lời khi mà El Pulga đã vắng mặt trong các trận đấu gần nhất của đội bóng đang thi đấu tại MLS. Vậy Lionel Messi đang ở đâu? Cách đây một tháng, người hâm mộ vẫn còn được chứng kiến siêu sao người Argentina thể hiện đẳng cấp của mình bằng cú sút phạt giúp cho Albiceleste có được trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu với Ecuador. Một trận đấu giúp cho những nhà đương kim vô địch thế giới có được bước chạy đà hoàn hảo để hướng tới hành trình ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ quốc gia, El Pulga trở lại cấp độ câu lạc bộ với trận đấu cùng Toronto trong khuôn khổ MLS. Trận đấu mà Inter Miami đã có được chiến thắng đậm đà với tỷ số 4-0 mà không cần tới bất kỳ một bàn thắng nào của siêu sao người Argentina. Chắc chắn lúc đó rất nhiều người hâm mộ của đội bóng này đã tự tin rằng đội chủ sân Locals đã sẵn sàng trở lại với cuộc đua tại MLS nhờ sự xuất hiện của Messi ở trên hàng công. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang trong chính trận đấu với Toronto vào ngày hôm đó, số 10 của Inter Miami đã phải rời sân ở phút 37 vì có dấu hiệu bị đau cơ. Ngay sau khi 45 phút đầu tiên của trận đấu khép lại, huấn luyện viên Martino đã chia sẻ với truyền thông về tình hình của cậu trò và cho rằng việc cả Messi lẫn Alba phải rời sân là những sự thay đổi người bất ngờ. Chúng tôi sẽ cần thêm thời gian trong những ngày tới để có thể đánh giá chính xác tình trạng của họ. Dù ở thời điểm đó không ai biết rõ Messi đã gặp phải vấn đề gì, nhưng việc đội trưởng của Inter Miami phải rời sân từ giữa các trận chắc chắn đã khiến cho đông đảo người hâm mộ cảm thấy lo lắng. Trên thực tế, đội bóng của ông bầu David Beckham có quyền lo lắng bởi chỉ sau đó vài ngày thì họ sẽ có cuộc đối đầu với Houston Dynamo ở trận chung kết US Open Cup. Trận đấu mang tới cho Messi cơ hội để báo chí xứ sở cờ hoa cho rằng El Pulga chỉ bị đau cơ nhẹ và hoàn toàn có thể trở lại đội hình chính thức cho những trận đấu quan trọng của Inter Miami. Đó chắc hẳn là một thông tin có thể mang tới niềm vui khôn xiết dành cho đông đảo người hâm mộ của Inter Miami khi mà lần đầu tiên trong lịch sử họ có thể tự tin giành được cú đúp danh hiệu trong cùng một mùa giải. Tuy nhiên, sự hụt hẫng có lẽ sẽ là tâm trạng chung của các cổ động viên đội chủ sân Locals khi cái tên Lionel Messi đã không thể xuất hiện trong danh sách đăng ký thi đấu của Inter Miami trong trận đấu với Houston Dynamo. Để rồi điều gì tới cũng đã phải tới. Có lẽ cũng chẳng ai có thể phủ nhận rằng ngôi sao người Argentina luôn chiếm ít nhất 50% sức mạnh của Inter Miami kể từ khi El Pulga chuyển tới nước Mỹ từ mùa hè. Chính vì vậy mà việc thiếu đi người đội trưởng trong một trận cầu quan trọng như trận chung kết đã khiến cho Sergio Busquets cùng những người đồng đội còn lại khó thể tạo nên được sự khác biệt. Đội bóng của ông bầu David Beckham phải ngậm ngùi nhận trận thua với cách biệt tối thiểu trong ngày mà Lionel Messi đã không thể xuất hiện và trở thành siêu anh hùng giải cứu đội bóng như những trận đấu trước. Đến lúc này, nỗi lo của các cổ động viên chắc chắn đã trở nên lớn hơn rất nhiều khi ai cũng đều muốn biết chính xác chuyện gì đang xảy ra với ngôi sao lớn nhất của đội bóng và bao giờ thì anh có thể trở lại. Bởi chính Inter Miami cũng hiểu rõ ràng số 10 người Argentina ở thời điểm này đóng vai trò quan trọng ra sao với đội bóng huấn luyện viên Gerardo Martino ở cả khía cạnh chuyên môn lẫn tinh thần. Hơn nữa, việc Messi không thể thi đấu cũng sẽ khiến cho sức hút của Inter Miami bị ảnh hưởng ít nhiều khi mà khán giả của nước Mỹ dường như đang cảm thấy quen thuộc hơn với việc tới sân bóng đá để theo dõi một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của làng túc cầu thi đấu. Do đó, việc đội trưởng của Inter Miami phải nghỉ thi đấu vì chấn thương chắc chắn sẽ mang tới những tác động tiêu cực cho Inter Miami ở nhiều khía cạnh khác nhau. Cho tới thời điểm hiện tại, có lẽ sẽ chẳng còn ai có thể nghi ngờ về sức hút cũng như tầm ảnh hưởng của siêu sao người Argentina kể từ khi anh tới với nước Mỹ. Việc huấn luyện viên Martino cũng như thượng tầng của Inter Miami mập mờ về tình hình chấn thương của Messi có thể coi là động thái dễ hiểu. Đơn giản bởi vì đội chủ sân Locals chắc chắn vẫn sẽ muốn lấp đầy được các khán đài mỗi khi Inter Miami thi đấu với sức hút tới từ ngôi sao người Argentina. Việc để lộ ra thông tin El Pulga bị chấn thương dài hạn và không thể thi đấu không khác gì động thái tự bắn vào chân mình của đội bóng đang thi đấu tại MLS khi mà Messi vẫn đang mang lại những tác động tích cực quá lớn dành cho đội bóng này. Ở trận đấu mới nhất với Chicago Fire đã có tới hơn 61.000 vé được bán ra trước khi mà rất nhiều cổ động viên đã hy vọng rằng có thể chứng kiến màn trình diễn của El Pulga bằng xương bằng thịt. Trước đó đã có khoảng 10.000 vé được bán ra ở thời điểm siêu sao người Argentina chưa chính thức khoác lên mình màu áo của Inter Miami. Và hơn 50.000 vé được bán ra sau đó đã đủ để chứng minh được sức hút của cựu sao Barca đối với cả một đất nước vốn không coi bóng đá là môn thể thao vua như Mỹ.
Thời điểm đó, giá vé rẻ nhất nhờ sự xuất hiện của Messi đã lên tới 230 đô, trong khi bạn sẽ phải chi ra tới 3.000 đô nếu muốn có được vị trí tốt nhất ở trên sân. Xuyên suốt quãng thời gian vừa qua ở Mỹ, người hâm mộ có lẽ cũng đã không còn quá lạ lẫm với hình ảnh của những ngôi sao showbiz. Những ngôi sao thể thao xuất hiện ở hàng ghế VIP đã tận mắt theo dõi El Pulgar thi đấu. Có lẽ phải còn rất lâu nữa thì thế giới mới có thể được chứng kiến một ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn đến vậy. Nhưng việc tận thu nhờ vào sức ảnh hưởng của El Pulgar sẽ là chiến lược mà Beckham cùng những người đồng sự cần phải tính toán thật kỹ lưỡng nếu không muốn bị phản tác dụng. Chúng ta cần phải nhớ rằng Lionel Messi lúc này đã bước sang tuổi 36 và chắc chắn nền tảng sức khỏe của anh sẽ không thể duy trì ở cường độ cao như những năm tháng đỉnh cao trong sự nghiệp. Việc phải thi đấu liên tục kể từ khi tới với xứ sở cờ hòa đã phần nào khiến cho nền tảng thể lực của Messi không thể được đảm bảo và cũng không loại trừ khả năng rằng đó là nguyên nhân dẫn đến chấn thương của siêu sao người Argentina. Mới đây, huyền thoại của bóng đá Mỹ là cựu hậu vệ Alexis Lalas đã thẳng thắn lên tiếng chỉ trích. Họ đã sử dụng Messi kể từ khi chính thức công bố hợp đồng để bán và quảng cáo mọi thứ cả trong lẫn bên ngoài sân cỏ. Tôi nghĩ dù đó có là Inter Miami hay MLS thì họ cũng cần phải sớm làm rõ những thông tin về việc Messi có thể thi đấu hay không. Trên thực tế, huấn luyện viên Martino cũng đã từng chia sẻ cảm nghĩ của mình sau trận thua của Inter Miami trước Atlanta United và cho rằng số 10 đội trưởng của họ đã bị quá tải. Nhưng sau cùng thì đội chủ sân Lockhart lại không đưa ra bất kỳ một thông báo chính thức nào về tình trạng chấn thương hay sức khỏe của Messi kể từ đó đến nay. Và điều này chắc chắn đã khiến cho một bộ phận không nhỏ người hâm mộ bộ môn thể thao vua phải lo lắng. Trong thời gian gần đây, cũng đã xuất hiện những thông tin cho rằng Messi có thể đã bị rách cơ đùi và không thể thi đấu trong phần còn lại của mùa giải tại MLS. Những nguồn tin từ xứ sở cờ hoa cho rằng chấn thương này đã thực sự xảy ra trong cuộc đối đầu với Toronto khi mà những dấu hiệu ban đầu đã xuất hiện từ trận đấu với Ecuador ở từ trước đó. Nhưng huấn luyện viên Martino đã một mực phủ nhận những tin đồn đó. Mặc dù vậy thì chính sự phủ nhận của thuyền trưởng Inter Miami lại càng khiến cho những nghi vấn trở nên lớn hơn xoay quanh tình trạng của Messi. Vấn đề này đang thực sự trở nên nghiêm trọng hơn những gì mà thượng tầng của Inter Miami đang suy nghĩ. Không khó để nhận ra giá vé cùng những dịch vụ đi kèm của bóng đá tại Mỹ đang gia tăng từng ngày, một phần là nhờ chính hiệu ứng của Lionel Messi. Bên cạnh đó, việc cá cược thể thao đang dần được hợp pháp hóa nhiều hơn ở trên toàn nước Mỹ cũng là minh chứng cho thấy những tín đồ của túc cầu giáo tại đây đang đầu tư nhiều thời gian cũng như tiền của hơn vào môn thể thao vua. Chính vì vậy mà những đội bóng như Inter Miami nói riêng cùng với hệ thống giải MLS nói chung hoàn toàn có nghĩa vụ phải công bố một cách minh bạch những thông tin hay tình trạng của cầu thủ đối với công chúng. Bản thân Inter Miami cũng đã vạch ra lộ trình tăng giá vé cũng như những dịch vụ đi kèm ở mùa giải năm sau, nên rõ ràng David Beckham cùng thượng tầng đội bóng cần phải nghĩ cách đáp ứng được nguyện vọng của người hâm mộ khi mà họ đang sẵn sàng chi nhiều tiền hơn chỉ để được xem Messi thi đấu. Cái tên của Lionel Messi mới đây cũng đã xuất hiện trong danh sách triệu tập của đội tuyển Argentina trong đợt tập trung FIFA Day tháng 10. Điều này một lần nữa làm dấy lên nghi vấn rằng liệu cũng thực sự El Pulgar đã chấn thương hay đang có một điều gì đó ẩn khuất ở phía sau. Nhưng lúc này cả Inter Miami lẫn những người hâm mộ đều đang mong chờ sự trở lại của số 10 này. Đó là điều không ai có thể phủ nhận và chắc chắn đội bóng của bầu khăm sẽ cần phải sớm có những động thái rõ ràng hơn nếu không muốn phải hứng chịu làn sóng chỉ trích tiêu cực từ dư luận.